Em Tuấn đến từ Minh Tiến Auto có địa chỉ số 2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên một video tổng hợp tất cả các mặt hàng có sẵn tại salon bên em, sẵn xe giao ngay đến anh chị và các bạn ạ. Và thời gian lễ Tết 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và ngày Dỗ Tổ Hùng Vương cũng cận kề rồi. Em cũng xin phép được báo giá tất cả các mặt hàng hiện đang có mặt tại salon bên em. Và anh chị nào đang có nhu cầu tìm xe đi trong dịp lễ này thì hãy xem hết video này của em, bởi vì video này của em là xe mặt hàng bên em thì tất cả các xe đều là biển Hà Nội hết anh chị nhá. Nên anh chị hoàn toàn có thể lấy xe ngay trước lễ để phục vụ cho gia đình ạ. Và như anh chị có thể thấy trước mắt đây là ba mẫu Mercedes-Benz. Form dáng thì có những form 2014-15 đều là E-Class anh chị nhá. Và chiếc xe đầu tiên đây là một chiếc E200 phiên bản Edition E sản xuất năm 2015, sẵn biển số Hà Nội luôn rồi ạ. Chiếc xe này của em thì em đang chào bán với giá là 765 triệu đồng. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc Mercedes-Benz E250 sản xuất 2014. Chiếc xe này của em thì nội thất màu kem anh chị nhá, cực kỳ là đẹp và sáng luôn, cũng sẵn biển số Hà Nội luôn rồi. Cái giá em đang chào bán là 735 triệu đồng. Và tiếp theo nữa, đây là một chiếc E250 phiên bản AMG sản xuất năm 2015 ạ. AMG này thì sẽ là trang bị body AMG và vành AMG cực kỳ là đẹp anh chị nhá. Là nội chiếc E250 này là sẽ là nội thất màu kem anh chị ạ. Và cái giá thì em đang chào bán là 795 triệu đồng. Và đến trong salon em đây. Trong salon em đây thì còn rất là nhiều xe. Từ những chiếc xe Đức, xe Nhật, xe Hàn, những chiếc sedan, những chiếc SUV rất là nhiều ạ. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Đức. Đây là chiếc BMW 730 sản xuất năm 2018. Ngoại thất là màu xanh cái van sai và nội thất là màu kem ạ, cũng sẵn biển số Hà Nội luôn. Chiếc chiếc 730 này thì em đang chào bán với giá là 2 tỷ 789 triệu đồng. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc Mercedes-Benz S400 sản xuất năm 2015. Mang ngoại thất màu đen, nội thất cũng là màu đen và chiếc xe này thì lên full đồ Maybach rồi anh chị nhá, rất là đẹp ạ. Và đồ zin nguyên bản theo xe bên salon em vẫn còn giữ, nên là anh chị hoàn toàn yên tâm về vấn đề đăng kiểm. Anh chị nào muốn về zin thì bên em vẫn hỗ trợ anh chị và các bạn ạ. Và chiếc S400 này thì em đang chào bán với giá là 1 tỷ 699 triệu đồng. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc xe thuộc phân khúc C-Class. Đây là chiếc Mercedes-Benz C300 sản xuất năm 2013 phiên bản AMG Plus. Chiếc xe của em thì mang ngoại thất màu đỏ và nội thất thì là ghế da hai màu anh chị nhé. Phiên bản này thì đã được có ghế da lộn và dây đai đỏ rồi. Cái giá thì em đang chào bán là 545 triệu đồng. Chiếc xe này của em thì cũng biển số Hà Nội luôn. Và cũng là một chiếc xe mang biển số rất là đẹp, biển thần tài nhỏ anh chị nhé. Đi về phía bên đây, em có một chiếc Honda CR-V phiên bản L, bản cao cấp nhất đấy ạ. Chiếc xe này của em thì là xe thuộc phiên bản nhập khẩu, có ngoại thất là màu đen, mang biển số thành phố anh chị nhé. Biển số thành phố thì về Hà Nội mặc định anh chị sẽ không mất 20 triệu tiền biển ạ. Chiếc CR-V này em đang chào bán là 925 triệu đồng. Tiếp theo nữa là một chiếc SUV đến từ Đức. Đây là một chiếc GLC 300 sản xuất 2021, mang ngoại thất màu trắng và nội thất thì là màu kem. Chiếc xe này thì biển số tỉnh anh chị nhé. Giá thì đang rất là ưu đãi cho anh chị, 1 tỷ 999 triệu đồng. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc S400 sản xuất năm 2016, ngoại thất màu trắng và nội thất thì là màu nâu anh chị nhé. Màu nâu rất là sạch sẽ và sang trọng. Chiếc S400 này của em thì cũng mang biển số thành phố, hồ sơ thì bên em rút sẵn cầm tay rồi. Nên là anh chị hoàn toàn có thể đăng ký và ra tên ngay trong ngày thôi. Cái giá em đang chào bán là 2 tỷ 079 triệu đồng. Đợt này thì bên em rất là nhiều các mặt hàng xe để cho anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q nhập khẩu sản xuất năm 2019, ngoại thất màu đen và nội thất thì là màu kem. Biển thì là biển thành phố anh chị nhé. Chiếc xe này biển rất là đẹp. Nếu mà anh chị nào muốn giữ biển này thì bên em cũng hỗ trợ anh chị giữ biển. Và muốn rút hồ sơ về đăng ký chính chủ sang tên thì bên em cũng sẽ hỗ trợ anh chị rút hồ sơ. Cái giá em đang chào bán cho chiếc Toyota Camry 2.5Q này là 955 triệu đồng. Tiếp theo nữa, đây là một chiếc Wagon, một chiếc xe bán tải Wagon 2 cầu anh chị nhé, phiên bản 3.2 sản xuất năm 2015.
cái giá em đang chào bán là 555 triệu đồng. Tiếp theo nữa là một chiếc SUV đến từ Đức. Đây là một chiếc GLK 250 4MATIC sản xuất năm 2015. Tư nhân sử dụng và sẵn biển số Hà Nội luôn rồi ạ. Chiếc xe này của em thì cũng là một biển số rất là đẹp, biển số thần tài anh chị ạ. Và chiếc GLK này thì em đang chào bán với giá là 755 triệu đồng. Đó cũng là tất cả các mặt hàng có sẵn tại salon bên em rồi. Và giá cả thì hoàn toàn có thể thương lượng được khi anh chị qua trực tiếp salon bên em xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe. Và các sản phẩm bên em bán ra thì đều có cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước. Hộp số động cơ là nguyên bản, anh chị hoàn toàn có thể mang xe đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng của xe do anh chị chỉ định nhé. Và anh chị hoàn toàn không cần phải đặt cọc trước đâu. Khi anh chị qua bên em xem xe, chạy thử, ưng về xe, mang xe đi check test xong rồi về em, anh chị cùng em làm về hợp đồng mua bán sau cũng ok ạ, không vấn đề gì. Và ngân hàng thì có những chiếc xe bên em vẫn hỗ trợ anh chị ngân hàng lên được 70% giá trị xe, kết hợp cùng với đó lãi suất cực kỳ là ưu đãi ạ. Và cũng đến cuối video rồi, em xin phép được dừng video này đây. Anh chị nào đang quan tâm về các dòng xe để sử dụng trong dịp lễ thì kính mong quý anh chị và bạn hãy quay trực tiếp salon bên em. Em xin được cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.